Chúng ta đi tiếp câu số 4. Liệt kê số phiếu xuất, ngày xuất, mã cửa hàng, tên cửa hàng. Như vậy thì chúng ta thấy là số phiếu xuất, ngày xuất. Đây, số phiếu xuất là số phiếu xuất, ngày xuất. Nhưng mà tên cửa hàng thì liên kế bên bản này ha. Tên cửa hàng, mã cửa hàng, tên cửa hàng. Rồi gì nữa? Số lượng đơn giá thành tiền. Số lượng thì chúng ta bên chi tiết phiếu xuất thì bên này có số lượng. Rồi đơn giá thì là bên hàng hóa, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ liên kết bốn bảng số lượng, đơn giá, thành tiền. Và thành tiền thì chúng ta sẽ lấy số lượng nhân đơn giá thì nó sẽ ra thành tiền. Như vậy chúng ta sẽ đi bắt đầu từ cửa hàng, phí xuất, chi tiết phí xuất và hàng hóa. Vậy chúng ta sẽ select sao cũng như cũ ha, from cửa hàng phẩy phí xuất phẩy chi tiết phí xuất phẩy hàng hóa. Tí nữa chúng ta nói sau các bạn. Các bạn cứ liệt kê ra trước đi. Rồi mình cần gì nào? Số phiếu xuất. Số phiếu. Vậy ngày xuất. Ngày xuất. Vậy mã cửa hàng. Mã cửa hàng để mình coi thử nó liên kết cái gì nào. Mã cửa hàng. Như vậy cửa hàng ở đây. Mã cửa hàng, ok, hai bên cùng là mã cửa hàng, mình phải chỉ định các bạn nhé. Nếu mà bạn để mã cửa hàng không thì nó bị lỗi đó. Mã cửa hàng thì bạn sẽ dùng cái này sai rồi. Các bạn sẽ dùng là cửa hàng chấm mã cửa hàng phải tên cửa hàng. Bởi vì tên cửa hàng nó không trùng cho nên mình không có cần phải có cái tên bảng. Số lượng đơn giá thành tiền thì các bạn sẽ lấy số lượng nhân đơn giá. Đó, thành tiền, số lượng nhân đơn giá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối bảng thôi. Các bạn có thể là sử dụng nối bằng cách là cửa hàng. Mình sẽ in zone với phiếu xuất này, mình enter xuống rồi in zone với phiếu xuất on, điều kiện là cửa hàng chấm đến cửa hàng đến phiếu xuất thì nó là có mã cửa hàng bằng phiếu xuất chấm mã cửa hàng. Rồi ở đây chúng ta sẽ in zone in zone với chi tiết phiếu xuất, điều kiện của chúng ta là phiếu xuất chấm mã số phiếu bằng chi tiết phiếu xuất chấm số phiếu. Rồi chúng ta in zone tiếp. In zone với hàng hóa, điều kiện là chi tiết phí xuất chấm mã hàng hóa bằng hàng hóa chấm mã hàng hóa. Đấy. Như vậy thì chúng ta đã có được nối các bốn bảng lại với nhau. Và các bạn sẽ ghi như thế này thì các bạn sẽ thấy rất là dễ. From cửa hàng, in zone với phí xuất và inner zone với chi tiết, inner zone với hàng hóa. Rồi số phiếu
column số phiếu. Số phiếu, à rồi ok, số phiếu thì nó bị trùng cũng như lúc nãy ha. Số phiếu thì chúng ta sẽ cho là phiếu xuất chấm số phiếu, bởi vì nó trùng ở hai bảng cho nên nó không biết là lấy của bảng nào, nhưng mà thực ra lấy của bảng nào thì cũng giống nhau. Như vậy ở đây chúng ta có số phiếu, có ngày xuất, có mã cửa hàng, tên cửa hàng, số lượng đơn giá và thành tiền. Ok, 32 nhân 20 là 64. Đó, như vậy là chúng ta đã có được cái thông tin của câu số 4. À, liệt kê phiếu xuất, ngày xuất hàng, mã cửa hàng, tên cửa hàng. Mã cửa hàng, tên cửa hàng. À, mình nhầm rồi. Tên mặt hàng, tên mặt hàng. Như vậy chỗ này mã cửa hàng, tên, tên mặt hàng, tên hàng hóa. Ok, tên hàng hóa, mã cửa hàng, tên hàng hóa. Như vậy chúng ta đổi lại thành tên hàng hóa, mã cửa hàng, tên hàng hóa, số lượng đơn giá, thành tiền. Chỗ thành tiền này chúng ta sẽ đổi lại thành tiền. Ok. Đó, như vậy sau khi các bạn có một câu lệnh xong, các bạn nhấn Ctrl Enter thì nó sẽ dịch ngay đúng câu lệnh đó thôi. Tức là mình thực hiện cái lệnh giống như thế này nè. Execute the statement under the keyboard. Ha, under the keyboard cursor. Tức là mình chỉ dịch những cái lệnh ngay tại con trỏ chuột đang đứng. Và cái lệnh nó sẽ bắt đầu từ dấu chấm cho đến kết thúc dấu chấm phẩy. Thì bạn đặt con trỏ ở đâu cũng được. Bạn nhấn Ctrl Enter là nó sẽ chạy cái lệnh này cho chúng ta. Chúng ta đã hoàn thành 6.4.